nhiều người dân sống dọc tuyến đường Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng phản ánh tình trạng xe container đậu giữa lòng đường không kể ngày đêm từ nhiều năm nay đã gián tiếp gây nên nhiều vụ tai nạn. Nặng thì dẫn đến chết người, nhẹ thì bị trầy sức, gãy tay, gãy chân. Do đây là tuyến đường huyết mạch ra vào cảng Tiên Sa và khu công nghiệp An Đồn, nên lưu lượng xe có trọng tải lớn đến bốc trả hàng lưu thông với mật độ dày đặc. Dọc theo tuyến đường từ Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn qua Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, có rất nhiều xe ô tô, đặc biệt là các xe container kéo theo các rỡ móc có trọng tải lớn và dài hàng chục mét, đậu đổ một cách vô tư thoải mái. Hầu hết những xe này đậu phía bên phải lòng đường, chiếm luôn làn đường dành cho xe thô sơ, xe máy, khiến người đi đường bức xúc. Không riêng gì xe container mà các xe tải chở hàng cũng đậu giữa lòng đường. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến xe đậu giữa lòng đường, 2 vụ do xe container, 1 vụ xe tải làm một người chết. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho rằng, các xe đậu ở tuyến đường không có biển cấm dừng, cấm đậu là đúng. Thanh tra chỉ dựa trên biển báo để xử lý, nên những trường hợp đậu đổ qua đêm rất khó xử lý, hầu như nhắc nhở là chính. Việc đặt biển cấm đậu đổ phải do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định. Những trường hợp đậu dài qua đêm trên lòng đường mà được người dân phản ánh, có những hình ảnh, thông tin ghi lại rõ ràng thì sở sẽ mời chủ xe lên làm việc, lập biên bản hành chính để xử phạt.